ngủ say, những cay đắng cuộc đời cha nhận lấy, những lúc buồn cha nào để con hay. Tình cha lớn hơn trăm ngàn con sóng, lớn hơn cả thiên hà bao la. Những vất vả không làm cha gục ngã, nắng mưa nào cũng chẳng làm sờn vai cha. Vòng tay ấm cha nhìn mẹ ôm con, đứng đằng sau gian dòng vòng tay che chở lấy. Giờ đời con vấp ngã lắm buồn lầy, để con trẻ bước qua. Cha yêu ơi, con thương cha nhiều lắm, hãy cho con xin một lần thứ tha. Thời gian qua con đã vô tâm, đã vô tâm làm cha đau. Cha yêu ơi, con thật sợ lắm, sợ một ngày không còn cha bên con. Giờ vòng tay cha mãi xa con một đời, bởi con chỉ có mình cha thôi. Ông Nguyễn Văn Hữu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, có đoàn. Thank you.
cho đồng chí thượng tá Lê Minh Hoài chức vụ phó trưởng phòng làm trưởng đoàn. Thank you.
mãi ra đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt dọi suốt trăm năm một cõi đi về. Lời nào của cây, lời nào cỏ lạ, một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ. Ngày qua vừa tan mùa xuân rồi tan mùa hạ, một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa. Mây che trên đầu và nắng trên vai, lại thấy trong ta hiện bóng con người. Chạy vòng quanh một vòng tiều tụy, một bờ cỏ non, một bờ mộng mị. Ngày xưa từng lời tà dương là lời mộ địa, từng lời bể sông nghe ra từ độ suối khe. Trong khi ta về lại nhớ chưa từng cô bác anh chị dòng họ hàng ngoại hai bên, các ban ngành đoàn thể, đặc biệt các đồng chí đồng đội của ba con, các đồng chí đồng đội của gia đình, đặc biệt đoàn thể cán bộ chiến sĩ của công an huyện Gò Vấp. Hôm nay gia đình con cũng đưa cha con Nguyễn Văn Hữu về nơi an nghỉ cuối cùng, pháp danh Thượng Tâm, cho phép con được thăm con mẹ con, được gửi lời quý vị lời cảm tạ sâu sắc. Và trong những ngày qua, bà con cô bác chiến sĩ cùng đồng hành chia sẻ nỗi đau mất mát. Giờ đây mẹ con mất đi một người chồng thân yêu, các con mất đi một người cha yêu mến, đức thành ra bối rối, gia đình cũng không còn, không trách nổi những chuyến con. Thay mặt gia đình, xin cảm tạ ông bà, cô chú, dòng họ hai bên, cô gia đã dành tất cả những tình thương gia đình chúng con, xin phép gia đình không được cảm